Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, ok. Và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Ê, mấy người có thấy cảnh gì không? Ê, tôi mới thấy gì vậy? Ê, không có làm gì nha. Ủa, trời ơi, hình như là tôi mới vừa thấy Kairon quýnh Siro, không nhầm, Siro quýnh Kairon cái xong cái bên này nó vỡ bụp luôn đúng không? Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay nè, như anh em đang thấy thì vừa rồi chính là một pha vô cùng gọi là sao ta, vô cùng gọi là đáng sợ luôn, các bạn biết tại sao không? Bởi vì ngày hôm nay mình đã cùng với Kairon và Siro, bọn mình đã cùng nhau tham gia một cái thử thách, đó chính là thử thách Minecraft nhưng cực kỳ lắc các bạn ạ. Đấy, Minecraft cực kỳ lắc nha. Thì khi mà các bạn vào trong cái Minecraft này nè thì sẽ có một điều chính là các bạn sẽ đập cây sẽ rất là lâu, quýnh động vật cũng sẽ rất là lâu bởi vì nó sẽ rất là lắc. Người thật gì thật nè, em thử đánh anh cái đi. Ok, quýnh cái nè. Đâu? Ơi, bình thường lại nè. Cái gì vậy? Ủa sao bình thường rồi? Ơi, bình thường rồi nè. Bình thường rồi nè. Lắc tiếp rồi. Ok. Thì và nhiệm vụ của bọn mình ngày hôm nay nè, như các bạn đọc tiêu đề các bạn cũng biết rồi, thì bọn mình sẽ cùng nhau trong vòng 1 tiếng, bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm kim cương nha các bạn nha. Và nếu như người nào mà tìm thấy được kim cương nhiều nhất á thì người đó sẽ là người giành chiến thắng. Và người giành chiến thắng sẽ được cái gì? Thì các bạn đọc tiêu đề chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? Đó chính là người giành chiến thắng sẽ được gọi là thưởng, đó chính là mua hết tất cả đồ chơi ở trong shop Hero, mà hai người thua còn lại sẽ phải bỏ tiền ra để trả cho người chiến thắng nha các bạn nha. Hình in cute hết nắp form rộng, thời trang thoáng mát, có tới 4 màu, xanh, trắng, đen, hồng, cực dễ phối đồ, chất liệu cotton cao cấp, dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Hero Team 4, món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Nhanh tay đặt hàng nào các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay có một điều đặc biệt như thế này nè các bạn ạ. Đó chính là chỉ có mình với Siro bị lắc thôi, còn Kairon là sẽ không bị lắc nha. Bởi vì á là Kairon là một người rất ít sinh tồn, cho nên á là Kairon đã được gọi là một cái quyền trợ giúp là sẽ không bị lắc nha. Chỉ có mỗi mình với Siro bị lắc thôi. Đó. Thật ra ý của Phong á là nó ngắn gọn là gà anh em. Đúng rồi, Kairon gà. Thì mình công nhận là mình gà luôn rồi. Mình đâu có cần cố gắng tỏ ra hay ho đâu đúng không? Ok, mình ok. Là được, không? Rồi, vậy thì bây giờ trong vòng 1 tiếng đồng hồ để cùng xem coi mình với lại Kairon và Siro ai sẽ là người kiếm được nhiều kim cương nhất nha các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft siêu lắc nha các bạn. Cảm mình xem coi nó sẽ lắc như thế nào đây. Tính ra là mình lúc thì nó sẽ lắc và lúc thì nó sẽ không lắc nha các bạn nha. Đấy ok. Cái đó Siro đã. Cái đó mượt thì kệ cái đó chứ. Trời ơi, cái này là trời mình đấm. Ôi ơi, con zombie. Đó. Hết mượt rồi đúng không? Hết mượt đúng không? À, thấy cái đó bị zombie đánh các bạn ơi. Đó các bạn thấy không? Minecraft siêu lắc là tự nhiên đang đứng có zombie xuất hiện nha các bạn nha. Hơi bị đáng sợ luôn á. Ủa, con heo à? Ôi, cái gì? Trời. Rồi. Tự nhiên em đang đứng, em đang đứng cái kế bên em có zombie làm gì nhanh. Ôi, con zombie quýnh nhanh quá. Ôi. Zombie đuổi nhanh quá. Nè mấy bạn nhìn này nha. Đó thấy không? Mình đang đứng im thì zombie giật một phát nó lao về chỗ mình các bạn ơi. Đáng sợ vậy trường. Zombie biết tóc biến. Oh my god, mình sẽ đặt block, mình leo lên trên cao. Đặt block lên trên cao. Cái game của anh nó đứng luôn rồi. Rồi xong Siro let the game luôn. Siro out game luôn. Ok. Thôi cố anh rồi. Minecraft siêu lắc mà anh, em đánh zombie nãy giờ chưa chết. Trời ơi, game mình mượt quá. Ê! Trời ơi, game no! Mình mượt quá. No, no, no. Rồi, xong luôn. Trời ơi, khổ ghê luôn các bạn ơi. Đang đứng tự nhiên cái mặt đất nó nổ một cái xong mình rơi xuống dưới luôn. Đúng là Minecraft siêu lắc mà, khổ ghê á. Trời ơi, mình kiếm, mình lấy đồ ăn không được luôn bạn ơi. Mình đập đồ ăn 8 tiếng đồng hồ sau đồ ăn mới xuất hiện. Đâu rồi đồ ăn rồi? Rồi xong nó không xuất hiện luôn. Are you sure about this challenge? Không, anh. Chơi đi anh. Ở đây đồ ăn xuất hiện các bạn ơi, 8 tiếng. Rồi xong rắc game luôn. Ơi, bây giờ Phong Cận let the game rồi. Hay quá rồi. Chuẩn bị tới Siro nè. Chuẩn bị tới Siro nè. Rồi nãy các bạn thấy không, mình vẫn gọi là rất là hiên ngang, gọi là đi vòng vòng nè. Ê Phong, em biết gì không Phong? Gì anh? Hãy qua cao của anh. Anh đập bể ba cục gỗ rồi 30 giây sau gỗ mới xuất hiện trong người anh. Ủa trời ơi. Em vậy rồi xong. Em vào trong game xong em bị rơi xuống dưới. Xuống dưới lòng đất luôn. Ok. Em chưa gì là em thấy xung quanh em là zombie xuất hiện quá trời rồi ạ. Thôi em chạy đây. Ông ơi em biết gì không Phong? Nãy giờ anh chỉ dừng lại đúng một cái quy trình duy nhất thôi. Bước 1 tìm gỗ, bước 2 ao game, bước 3 tìm lại. Cái đó anh làm. Bước làm lại nãy giờ. Trời
rồi sao? Trời ơi, bao nhiêu đồ của mình kiếm bị con zombie giết cay tê. Anh để ý thằng cai đâu có bị lắc đâu mà sao nó chết nhiều với em. Thôi em. Đâu mới chết được mạng anh trai. Thôi giờ em chạy ra ngoài biển cho nó an toàn rồi, ở trong rừng sợ. Ok thôi. À, thật ra là Rô chưa có cơ hội, Rô chưa có cơ hội luôn á mà Rô bị lét. Không chạy ra ngoài biển an toàn, còn anh chạy ra khỏi map để an toàn em ạ. Rồi xong em quýnh zombie không được rồi. Ôi. Rồi. Rồi Rô biết không rồi. Không có cơ hội để bằng pháp luôn. Em đứng em quýnh con zombie từ nãy giờ nó không gì ta, nó không bị gì hết mà tự nhiên dèo dèo cái nó quýnh em mất còn đúng ba tim. Ê, mình thấy là mấy con zombie này dù mình có chạy xa tới cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tìm được mình luôn á. Anh nghĩ là hãy để Kai kiếm kim cương đi rồi anh em mình trả tiền cho Kai mua đồ sắp hero nhỉ. Chưa chắc đâu anh ơi, tại vì đó này zombie nó cũng mạnh lắm anh ơi, em cũng không có chơi lại đâu. Rồi có biết gì em đâu. Mấy con zombie á, em đứng từ xa em nhìn nó nè, xong dèo cái xuất hiện trước mặt em, đói không nè, trời ơi. Ây da. Ôi nó đánh đâu đó. Zombie đánh đâu quá à. Cực kỳ luôn á, mà mình quýnh không được nè. Rồi xong còn một tim thôi chạy. Em ơi. Đều đóng gỗ rồi. Holy moly. Ê tính ra là dù cái này có lắc hay không thì nó cũng sẽ hơi bị khó nha, zombie nhiều quá. Từ nãy giờ em chỉ mới kiếm được gỗ, em mới chế được cây cúp, em chưa đào được cục đá nào, cái bụp cái em chết luôn rồi. Ừ nãy giờ anh cũng vậy mà. Đây các bạn có thể thấy là trên cái màn hình của mình nè, thấy không? Các bạn thấy không? Mộc nhãn và phong cận có một vạch rồi các bạn thấy không? Lắc không? Quá lắc luôn. Minecraft siêu lắc mà các bạn, chỉ có mình Kairon làm mượt thôi nha. Kai tự hào, một mình đâu mượt. Mượt nhưng mà cũng khó phết ra nè. Kairon là người ta game của Kairon là mượt nhất mà Kairon mà không gọi là kiếm được kim cương là Kairon bèo lắm luôn Kai. Bây giờ là mình núp ở trong cây mình quýnh mấy con zombie luôn các bạn ơi. Zombie cầm cúp luôn kìa các bạn. Trời ơi trời. Toàn thế nhỉ. Ok, một con zombie đã bị xử. Trời ơi, đập cục đá mà 5 tiếng sao nó mới bỡ má ơi. Trời ơi, em quýnh chết được một con zombie xong rồi ba con xương diệt còn ba. Sau đó là ba con zombie xuất hiện rồi. Oh my god. Ơi. Tợ thế. Ai? Thế là nó vậy? Zombie biết leo cây. Con zombie nó còn biết leo cây nữa rồi. Nó mới vừa leo cây nó quýnh em trời ơi. Trời ơi, hành tinh đó rồi. Nè các bạn nhìn này nha, mình mới vừa đập đồ ăn đúng không? 8 tiếng đồng hồ sau đồ ăn xuất hiện nè. Đó thấy không? Đó đồ ăn xuất hiện, ghê chưa? Ghê chưa? Quá là đỉnh luôn. Bây giờ á, em nghĩ rằng là bây giờ chúng ta nên đổi luật chơi như thế này đâu ạ. Là hàng nào kiếm được kim cương đầu tiên đi, chứ không cần kiếm kim cương nhiều nhất đâu. Kiểu này không cần kiếm được nhiều kim cương đâu. Ờ, đúng rồi đó bạn à. Trời ơi. Ê, giúp tôi. Rồi xong, tôi lại mất đồ thêm một lần nữa. Sao zombie vậy nhanh vậy không? Ai hình nó sẽ khó theo từng cấp độ hay sao á. Ơi, zombie này hình như là nó dí đến nào mà đánh chết mình nó mới ngưng dí vậy. Đúng rồi đó. Nó đánh đến khi nào mình chết thì thôi á, con zombie này ghê lắm. Trời ơi, Minecraft siêu lắc các bạn ơi, mình đào đất mình 8 tiếng đồng hồ sau đất nó mới vỡ. Cay à. Anh em đang trông chờ vợ em đó, bây giờ em thắng mọi người cũng vui lắm cay à. Đúng rồi, thôi tôi không cần thắng đâu. Tôi chỉ cần muốn thoát khỏi thế giới này thôi. Cái thế giới này nó không. Thế giới bị nguyền rủa. Đúng rồi, thế giới bị nguyền rủa mà. Ôi, mình đã bỏ. Ôi, mình đã bỏ khá xa zombie rồi, nhưng mình tóc biến tới chỗ mình. What the hell. Đúng rồi, nó chơi tóc biến mà. Zombie biết tóc biến. Zombie nè, hồi nãy giờ tao thấy mày dí ra tao hơi nhiều. Một con nữa. Sao từ nãy giờ em thấy anh em chỉ có la mà la. Ơi, giờ là em chỉ cần kiếm được sắt thôi là em hy vọng là em sẽ kiếm được kim cương rồi ạ. À. Ừ, anh cũng vậy, anh đang hy vọng anh sẽ kiếm được sắt rồi nè. Một con zombie xuất hiện kế bên mình mà nó tóc biến ở chỗ mình. Ê, mất mình cái máu luôn. No. Yeah, làm được đồ đá rồi. Yeah. Ê, cay không lắc mà sao giờ cái mới làm được đồ đá cay. Cái gì cay vậy? Nãy em chết hai lần anh trai, toàn bị zombie đánh bất ngờ từ phía sau mà. Ô, oh, đồ của mình. Lâm. Rồi xong các kia. Trời cận let the game. Woo. Ôi, mọi người, tính ra hồi nãy mình tự nhiên không mình vô lại game cái mình thấy mình đứng kế bên cục kim cương luôn mọi người. Ôi trời ơi. Ui vậy. Tôi không biết nữa. Ê. Nè, ba zombie đứng im nè, bụp cái dịch nó dịch chuyển ở chỗ mình nè. Đây đây, đó thấy không? Đó. Ông ơi, xong. Sao anh? Em nói thiệt đi, mạng em bao nhiêu tiền một tháng? Em hả? Mạng em mấy trăm ngàn, gần cả triệu bạc tháng chứ ba. Ê! Đây sao mạng em với mạng anh thằng nào cũng gần triệu bạc ác mà sao không đổi nổi cái mạng con cây vậy? Ôi trời ơi. Không anh, chỉ có hai anh em mình lắc thôi, còn cái đó là không lắc. Trong gánh thôi. Cái gì vậy? Trời ơi.
ơi. Đây em... rồi. Trời ơi, tôi đang đứng ở trên cao tiện zombie với bụp cái tôi rơi xuống dưới luôn các bạn ơi. Tôi chết queo luôn. Rồi cay kiếm sắt rồi. Cay kiếm được sắt rồi cay. Mọi người yên tâm, mình sẽ là niềm hy vọng của mọi người. Cố lên, cố lên. Mình sẽ cái niềm hy vọng này, cái niềm hy vọng này hơi lâu nha, cái niềm hy vọng này hơi lâu nha. Tính ra nãy giờ mới có 16 phút trôi qua thôi đấy mà, bình tĩnh. Thôi, tôi quyết định là tôi sẽ không lụm lại đồ của tôi nữa bạn ạ, và tôi phải sẽ chạy đi các bạn ơi, tôi chạy đi tôi kiếm một nơi nào đó để tôi gọi là có thể kiếm được những cái đồ mới. Đó, chạy thoát khỏi những con zombie này các bạn ạ. Nhưng mà mấy con zombie thì nó cứ dịch chuyển, nhiều khi mình đi đến đâu dịch chuyển đến đó là xong luôn. Rồi đến đâu rồi, chùm sinh tồn của Hero Team đã gọi là làm đến đâu rồi? Anh kiếm được sắt, kiếm được hang rồi, bây giờ anh vô anh kiếm kim cương thôi. Cứu anh, cứu anh, cứu anh. Lên rồi. Trời ơi, nó lăn qua bên ma, đâm trong phần sắt rồi, nó phát hiện trở lại. What the hell? Rồi Kairon đã bị giết bởi thay ma. Oh my god, bây giờ tôi đang trong hang và tôi đang rất là sợ zombie nó xuất hiện trước mặt mình anh em ạ. À. Ê khoan, hình như zombie nó xuất hiện theo vòng á mọi người. À đúng rồi. Tại vì nó xuất hiện phong trước, xong rồi xuất hiện cai, xong mới xuất hiện qua chỗ anh. Vậy bây giờ như thế này đi, nó xuất hiện ở chỗ nào thì người đó báo đi cho hai người kia biết, để hai người kia tranh thủ đi kiếm kim cương. Thật ra không cần báo đâu, em nghe tiếng la là hiểu rồi. Ơ à, vậy là có nghĩa là Kairon, Kairon mới đây, đây nó mới xuất hiện trước mặt mình luôn nè, đây mới xuất hiện trước mặt mình luôn nè. Ok, vậy thì giờ anh em an toàn đó, anh em đi kiếm kim cương nhanh đi anh em ơi. Ê ông zombie này xuất hiện bên chỗ anh này nha, zombie xuất hiện bên chỗ anh này nha. Em là bây giờ em đang đào xuống tầng 11 để em kiếm kim cương nhanh luôn. Ok bạn không ơi, thì khi mà bọn mình ở dưới hang á, để tránh trường hợp là bạn sẽ không thấy được gì thì bọn mình xin phép bọn mình sẽ gọi là chỉnh cho bọn mình được gọi là nhìn trong bóng tối nha, để các bạn có thể nhìn thấy được trong bóng tối nha. Để cho các bạn có thể dễ xem video hơn, chứ không thôi là các bạn sẽ thấy tối thui luôn, các bạn sẽ không thấy gì luôn á. À! Chết bởi cây berry bạn ạ. Cây rồi. Cái gì chết bởi cây berry? Cây rồi. Hỏi chấm cây. Cây rồi. Đang bắt cua, đang bắt cua dướng vô cây để chết luôn. Cây nãy giờ thấy cây chỉnh thành sáng tạo hơi nhiều á. Không có mình mới chết mình hồi sinh á. Hồi sinh sao tự nhiên hồi chết hồi sinh cho tự nhiên chỉnh sáng tạo ta. Ôi trời ơi, đâu nè, mình có trong đầu đâu rồi không biết á trời. Okay. Trời ơi, có gì bên liền trên đầu á luôn không là trời. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta cũng đã bị dập tắt rồi các bạn ơi. Ui rồi xong, tôi đào ngoài biển luôn. À đây tôi thấy bạn rồi. Ủa gì vậy? Ôi con mắt tuột phát sáng nó quýnh được mình hả anh em? Có đâu, con mèo mà Canada không? Không biết, không biết. Đây rồi, sắc đây rồi. Đây, tôi thấy sắc rồi nha, tôi thấy sắc rồi nha. Tào đi, tào đi, tào đi. Bây giờ chỉ cần anh em thắng thôi, tôi thắng hay không không quan trọng. Đúng rồi, thôi tôi quyết định là tôi anh em thắng là được nha. Tôi quyết định tôi bỏ tiền ra cho anh em để anh em mua đồ shop hero nha. Tôi chỉ cần thoát khỏi cái thế giới bị nguyền rủa đây thôi là được rồi. Dạ, kiếm được sắc rồi bạn ơi. Ê! Zombie đó, con zombie nó xuống dưới tận biển để quýnh mình luôn bạn ơi. Ủa đâu? Hầm mì. Tôi chỉ cần 3 cục sắt thôi, cho tôi 3 cục sắt đi, làm ơn đi mà. Ủa sao mình tới hình như mình mười mấy bị có đem, mình đang bị mười mấy con zombie dí quá mọi người. Oh no. Cái gì vậy trời? Ok. Mình đã đun được cục sắt rồi. Chạy rồi, bây giờ mình phải gọi là chơi nó luôn mới được. Nãy giờ nó nghĩ mình dễ ăn hiếp bạn nghe không? Chứ nãy giờ có mình mày không lắc cái mày tự nhiên mày chạy. Mày nè, giết từng đàn luôn. Hay quá, đúng rồi Kairon ơi, dùng mình lên chiến đấu với zombie đi. Mình đang đấm đó nè bạn ơi. Rồi xong, mình chỉ cần sạch rồi đó. Hay quá. Ai da rồi đó, ai da rồi đó, ai da rồi đó, ai da rồi đó. Không, mình đang đánh á, tự nhiên cái nó nổ bạn à, tự nhiên cái nó bị nổ. Sẽ làm cho mình một... Ui, ở dưới đây không có kim cương rồi. Oh no, mình sắp không thở được rồi. Ôi, mình kiếm được cái khu mà bó hoang nè mọi người. Oh no, tôi chết đuối rồi. No! Lần đầu tiên mà thi đấu mong đối thủ của mình chiến thắng các bạn ạ. Tại sao vậy? Hiện tại là bây giờ mình đang ở tầng âm 6 mọi người ạ. Ôi bây giờ mình biết là trong Minecraft bây giờ là nó không ở tầng 11, tầng 15 nữa, bây giờ nó cho đến tầng âm luôn rồi các bạn ơi. Wow. Bái cái chữ thật Siro nói mình mới biết. Oh my god, rồi em kiếm được kim cương rồi. Yeah, đi. Oh my god, tôi đã kiếm được kim cương sau gọi là 2 tiếng đồng hồ chơi game. Vâng, có được kim cương rồi các bạn ơi. Trời ơi, vậy là mình là người giành chiến thắng các bạn ơi. Thôi tôi sẽ thoát khỏi cái thế giới bị lời nguyền này. Thoát đào đi trước khi con zombie nó xuất hiện bây giờ. Đào rồi, bây giờ nè. Bây giờ là coi như mình là người giành chiến thắng và mình sẽ được một cái vé mua đồ shop hero nha. Ok thôi, mình thoát khỏi thế giới bị nguyền rủa rồi, tạm biệt.
Ok các bạn ạ, hiện tại mình đang có mặt tại shop Hero. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi mua hết shop Hero, bởi vì mình đã là người giành được chiến thắng trong cái mini game vừa rồi các bạn ạ. Thế đây em sẽ thấy là đây, chỗ này có gói của dịch, gói của Hero, gói của mình, gói của Sam, gói của Kairon, gói của... Gói của Simi đâu? Hình như là gói của Simi rồi là bán hết hàng các bạn ạ. Simi rồi là rất là được mấy bạn yêu thích rất là nhiều, mua rất là nhiều luôn. Đây có gói của Mimi với lại có Camui nè. Ui, mình nghĩ rằng là mình sẽ mua đầu tiên là con Creeper nè các bạn ạ. Bởi vì mình khá thích con này, nhìn khá đẹp, chân trong phòng là ok luôn á. Mình sẽ mua con này. Ui, các bạn thấy mình ở đây. Đây, đây là thêm một con Creeper nữa. Con này là cái gì đây ta? Cái này hình như là à, cái đèn ngủ à, cái này là cái đèn ngủ. Chúng ta hay mở lên để ngủ. Ui, mình nghe tiếng nó nổ các bạn có nghe được không? Chứ mình nghe tiếng nó nổ nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ lấy thêm con này nha các bạn nha. Rồi, lấy thêm con này nè, là hai con Ripper nè. Để thêm coi. Mình là mình được quyền mua hết cái shop Hero luôn á. Nhưng mà mình thấy có bài món mình không thích, có bài món mình thích, cho nên là bây giờ mình sẽ... Wow, con nhện. Con nhện các bạn ơi. Ôi, con này mà mua nhét Sammy là hợp lý luôn, mình sẽ nó mua con... mình sẽ mua con này để mình gọi là hùng Sammy đấy. Mua con nhện nữa nha. Ôi, hôm nay đâu shop mình mua thêm hai cái tượng mô hình đẹp quá ta. Một cái mô hình xanh lá cây, một cái mô hình màu xanh dương. Thấy hai mô hình này. Đây là mô hình gọi là mô hình gửi xanh quỳ lùng của gọi là Minecraft mà mọi người. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Minecraft sắp cập nhật con nhân vật quỳ lùng các bạn. Thì có nhân vật này các bạn nha. Không mua được bạn. Ôi, ở đây còn nhiều quá. Lại là Creeper. Tôi không hiểu sao tôi rất là mê Creeper mọi người ạ. Bất cứ gì trong shop mình mà có hình Creeper chắc mình mua hết quá luôn các bạn ơi. Hình Creeper không à. Phải khó nghĩ quá. Nói chung bây giờ lấy hết đi để tính tiền. Nói chung là cai với rồi trả tiền cho mình mà đúng không bạn? Ok, gom hết nha, gom hết nha bạn nha. Sammy vô gom phụ phong ấy. Phải lấy hết cái gói này, cái áo được kìa không nha. Lấy hết các bạn ơi. Lấy hết luôn. Úi giời ơi. Hello team, hello team.